Mùng 1 hàng tháng, cấm làm 7 việc xui xẻo này, kẻo tán gia bại sản, tiền bạc đội nó ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, là câu cửa miệng quen thuộc của người dân Việt Nam. Quý vị đã biết, nói chung trong cái ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm, thì người ta cũng đặc biệt kiêng kỵ những cái điều sau đây. Để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, cái ngày mùng 1 đầu tháng là cái ngày mà khởi đầu cho một cái tháng mới. Dân gian theo quan niệm, nếu mà trong ngày mùng 1 mà được suôn sẻ thì cả tháng, cả năm được suôn sẻ hanh thông. Còn nếu như mà ngày mùng 1 mà gặp phải những cái vận xui thì cái suôn sẻ đó cũng kéo theo cả năm. Vậy nên vào ngày mùng 1 ấy, thì có một số điều đại kỵ mà quý vị cần phải lưu ý để cả tháng luôn được an yên, làm ăn suôn sẻ, sức khỏe tràn đầy. Còn nếu như mà gia chủ khinh suất phạm phải một trong các sai lầm trong ngày mùng 1, rất có thể sẽ mang lại những vận xui không đáng có cho cả bạn và mọi người trong gia đình. Vậy thì đó là những cái kiêng kỵ nào mà các bạn đặc biệt phải lưu tâm trong cái ngày mùng 1 ngày rằm, đặc biệt là trong ngày mùng 1 tháng 2 sắp tới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là trong cái ngày mùng 1 ấy, thì chúng ta kiêng kỵ cắt tóc. Quý vị thân mến, mùng 1 âm lịch là cái ngày khởi đầu của một tháng. Người dân Việt Nam thường thờ cúng vào cái dịp đầu tháng, nên đây là cái khoảng thời gian rất là tâm linh. Dân gian có câu đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên những người mà tin vào cái tục lệ ngày xưa ấy, thì thường sẽ rất cẩn thận vào trong cái ngày này. Người ta quan niệm rằng nếu mà đầu tháng may mắn, suôn sẻ thì cả tháng cũng sẽ được suôn sẻ. Ngược lại, nếu mà có bất kỳ cái việc gì không tốt vào ngày mùng 1 đầu tháng thì cả tháng đó cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu theo đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng bàn về cái việc cắt tóc. Như quý vị đã biết, cái mái tóc là một phần của cơ thể. Chúng không chỉ làm đẹp mà còn mang cái ý nghĩa tâm linh đối với nhiều người. Vì là cái mái tóc nó gắn liền vào cơ thể, nên việc cắt bỏ đi cũng sẽ là cái điểm báo cho một cái sự mất mát nào đó. Có thể là tiền tài, công việc hoặc là sức khỏe. Một số người cho rằng tóc thì tượng trưng cho cái tài lộc, nên nếu cắt vào cái ngày mùng 1, đấy, thì sẽ khiến cho gia chủ tài lộc bị hao mòn, bán buôn thì ế ẩm, làm ăn thì thua lỗ. Do đó, người ta thường kiêng kỵ cái việc cắt tóc vào ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 của năm mới thì lại càng kiêng kỵ. Thứ hai là kiêng kỵ đánh vỡ bát, đĩa, ấm chén. Thưa quý vị, chắc hẳn là mọi người cũng đang thắc mắc là tại sao trong cái danh sách cần biết về cái những điều kiêng kỵ ấy, lại có cái chuyện là kiêng kỵ đánh vỡ bát đĩa ấm chén, đúng không ạ? Bởi lẽ ông bà xưa có quan niệm từ vỡ hoặc là từ bẻ là những từ tạo nên cái sự chia cắt đứt lìa trong các mối quan hệ gia đình. Vì thế vào cái ngày mùng 1 đầu tháng hoặc là đầu năm, tốt nhất là quý vị cố gắng tránh tối đa không đánh vỡ bát đĩa ấm chén hay là có những cái hành động bất hòa như là cãi cọ, chửi bới và kiêng kỵ xảy ra những cái điều không vui trong gia đình. Kiêng kỵ thứ ba là quan hệ nam nữ. Quý vị thân mến, người phương Đông xưa vẫn cho rằng vào các dịp đặc biệt như là ngày Tết cổ truyền, ngày mùng 1, ngày rằm, nhất là những cái ngày đặc biệt đấy, thì các cặp đôi nên hạn chế gần gũi, yêu đương để tránh kinh động đến cái đấng linh thiêng và không mắc phải những cái điều xui xẻo, đen đủi, không đáng có. Chính vì thế, nếu mà hỏi rằng cái ngày mùng 1 hàng tháng kiêng gì thì không ít người cũng sẽ nói là gì? Kiêng quan hệ nam nữ. Thứ tư là kiêng soi gương. Quý vị thân mến, gương vốn là một cái món đồ vật rất là linh thiêng. Người ta tin rằng gương có thể chiếu được yêu ma, ma quỷ và cái thế lực âm. Do vậy, các bạn không nên soi gương vào cái ngày mùng 1 để tránh trông thấy những cái điều đáng sợ, khiến cho tinh thần bị gì? Bị sa sút, bị giảm sút. Năm, kiêng ăn một số cái món ăn sau đây. Thưa quý vị, trong ngày mùng 1 thì nhiều món ăn được người Việt kiêng kỵ vào cái ngày đầu tháng, đặc biệt là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10. Đấy, để gì? Tránh cái vận đen như là gì? Mực, thịt chó, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè, mắm tôm, ốc, chuối, vân vân. Người ta kiêng ăn mực vì thực phẩm này có trong danh sách đen của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ cái quan niệm đen như mực của ông cha ta từ những năm trước. Kiêng kỵ ăn thịt chó vì người ta quan niệm rằng ăn thịt chó đầu tháng thì cả tháng sẽ bị xui xẻo và gặp những chuyện không may mắn. Tuy vậy thì chó lại được là cái món giải xui trong cái cuối tháng cũng giống như thịt vịt.
Tiếp theo là gì? Kiêng ăn thịt vịt. Bởi vì người ta cho rằng nếu mà ăn thịt vịt thì sẽ gặp đen đủi, tan đàn xẻ nghé. Thay vì sử dụng thịt vịt thì người ta thường sử dụng thịt gà với cái ý nghĩa là cát tường hơn. Cũng giống như thịt chó, vào những ngày cuối tháng, thịt vịt lại được xem là cái món ăn giải đen cực kỳ là đắt khách. Kiêng ăn trứng vịt lộn vì nếu ăn thì cả tháng sẽ không được may mắn, mọi thứ đều xảy ra trái với ý của mình. Nguyên nhân của việc kiêng ăn cá mè là do chữ mè đi kèm với chữ mè nhau. Nếu mà ăn ấy, thì cả tháng sẽ bị đeo bám cái vận đen đủi và dễ bị hãm tài. Mọi người kiêng kỵ ăn chuối vì chữ chuối đọc lái thành chữ chuối hay chữ đuối theo giọng miền Nam, có nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Người miền Nam cũng kiêng ăn tôm vào những ngày đầu tháng vì cho rằng tôm đầu to đi giật lùi nên là đầu khó xuôi mà đuôi cũng chẳng lọt. Do đó, mọi việc sẽ khó được thuận buồm xuôi gió trong cả tháng. Tóm lại, nếu mà ăn những món này thì các bạn sẽ bị suối quẩy, không may mắn, hãm tài cả tháng, thậm chí là bị mất của, hao tốn về sức khỏe. Thứ sáu là kiêng nói bậy, chửi tục. Thưa quý vị, nói bậy chửi tục thì chắc chắn cũng phản ánh một phần nào đó cái văn hóa của mỗi con người. Đây cũng là một cái điều mà rất nhiều người kiêng kỵ để không xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Nhiều người quan niệm nếu mà đầu tháng mà nói bậy, chửi tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi. Nhiều người còn cho rằng cần phải đặc biệt tránh, không nhắc đến những điều xui rủi, đen đủi xui xẻo trong những ngày đầu tháng, nhất là cái ngày mùng 1, để xua đuổi cái vận xui càng xa càng tốt. Cái việc kiêng kỵ này thật ra không chỉ vào ngày đầu tháng, mà nó còn áp dụng đều đặn với những người làm kinh doanh buôn bán đấy, trong cả tháng luôn. Thứ bảy, kiêng kỵ mặc cả khi mua hàng hay là đổi trở hàng. Người Việt Nam kiêng kỵ cái việc ngã giá, không mua hoặc là đổi trả hàng vào các buổi sáng, đặc biệt là sáng mùng 1 đầu tháng. Theo quan niệm của những người kinh doanh buôn bán, nếu mà gặp khách hàng khó tính cái ngày đầu tháng ấy, sẽ khiến cho cả tháng làm ăn nó không được suôn sẻ. Do vậy, sẽ rất là xui xẻo nếu như gặp phải những người xem hàng tới lui, ngã giá, mặc cả chán nhưng mà không mua, hoặc là mua lại đòi đổi hoặc là trả hàng vào đúng cái ngày mùng 1 này. Thưa quý vị, trên đây là những điều kiêng kỵ được dân gian truyền lại từ xưa đến nay. Dù không có căn cứ khoa học, song những cái điều này cũng được đúc kết từ cái kinh nghiệm sống của ông bà ta từ xưa đến nay. Vì vậy, nếu như mà có thể thì chúng ta cũng nên kiêng để tinh thần được bình yên, an tâm, làm việc gì cũng được thoải mái nhất. Thưa quý vị, cái kiêng kỵ thứ 8 là kiêng thăm phụ nữ vừa mới sinh. Thưa quý vị, dân gian xưa vẫn có thói quen là kiêng thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong vòng 1 tháng đầu, kể từ khi em bé chào đời, và hạn chế đến thăm trong các ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1. Thật ra trong vòng 30 ngày đầu thì sau khi vượt cạn ấy, cả mẹ và bé đều là rất đang là yếu và mệt mỏi, cần phải được yên tĩnh sạch sẽ. Nếu người đến thăm mà quá nhiều cũng sẽ khiến cho không gian ồn ào, đi kèm với cái bụi bặm, nguy cơ gây bệnh cho bé và mẹ cũng tăng nếu như một khách bị ốm hay bị mỏi. Cái việc kiêng kỵ này là hợp lý cho cả đôi bên. Thứ 9, kiêng gặp người nữ hay là những người vía dữ. Quý vị thân mến, vào buổi sáng sớm, đặc biệt là sáng ngày mùng 1, nếu mà có việc phải đi xa ấy, hoặc là thực hiện những công việc quan trọng, nhiều người có thói quen là tránh đi ra ngõ mà gặp nữ giới. Hoặc là những người có vía dữ với cái mong muốn là công việc được như ý, vạn sự hanh thông. Đôi khi, để tránh cái vận xui, người ta còn khéo léo thu xếp một người nào đó tình cờ ra mở cửa, hay là tìm những người gặp may mắn đứng chờ ngõ chào hỏi, chúc lên đường được bình an may mắn để lấy phước. Thứ 10, kiêng kỵ ăn vụng đồ cúng. Thưa quý vị, kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ, đúng theo cái tâm lý ấy, cái thói quen bấy lâu của người Việt Nam, đồ cúng không được nếm hay là ăn thử trước khi đặt trên bàn thờ. Ngày mùng 1 thì tuyệt đối kiêng kỵ cái việc ăn vụng đồ cúng trước khi mà thắp hương và khấn xin thần linh, để tránh rước cái tai họa vào mình. Quan niệm tâm linh của người Việt thường rất xem trọng cái việc kiêng kỵ trong cái ngày mùng 1 và ngày rằm, bởi họ suy nghĩ rằng đầu tháng có kiêng thì có lành, tuân thủ đúng thì sẽ có cái vận may về sức khỏe tài lộc đến với gia đình trong suốt 30 ngày còn lại. Vậy thì các bạn có tin vào những cái kiêng kỵ trong tâm linh mà ông bà ta đã truyền lại từ xưa đến nay không ạ? Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn bản thân gặp được nhiều chuyện may mắn, thuận buồm xuôi gió vào trong mỗi tháng ấy, thì quý vị hãy gì thực hiện những cái công việc sau đây để thu hút cái may mắn tài lộc đến với mình trong những ngày đầu tháng, cũng như là gì may mắn đến suốt cả tháng đó. Thứ nhất là thắp hương.
Đốt hương trầm là một cách hiệu quả để gia tăng thêm sự may mắn, hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực khi mà gì tinh thần đang tồi tệ. Các bạn có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như là gỗ đàn hương hoặc gỗ hoa nhài. Và thắp hương cho thần Phật gia tiên, các bạn nên thắp số lẻ chứ không nên thắp số chẵn. Nếu mà các bạn đang gặp xui xẻo trong cuộc sống cá nhân ấy, thì quý vị có thể thắp hương tại nhà. Còn nếu mà đang gặp cái vấn đề về công việc thì quý vị có thể thắp hương tại cái văn phòng, tại công ty. Thứ hai là lễ chùa hái lộc. Quý vị thân mến, ngay buổi sáng của cái ngày đầu tiên của năm mới hay là ngày mùng 1 hàng tháng thì rất nhiều người, rất nhiều gia đình cùng đều nô nức đua nhau đi chùa. Đây đã từ lâu trở thành một cái nét văn hóa đẹp của người Việt Nam để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên, cầu mong được những cái điều tốt đẹp nhất. Mọi người đi chùa không chỉ cầu mong những cái điều may mắn đến với gia đình, đến với bản thân, mà còn cầu mong những cái điều tốt đẹp khác đến với mọi người trên cái thế gian này. Không chỉ vậy, người Việt Nam ta còn có cái tập tục hái lộc đầu xuân hoặc là vào đêm giao thừa hoặc là gì sáng mùng 1 Tết. Đây cũng là một cách để mọi người mang lại những cái điều may mắn, tài lộc cho cả gia đình. Thứ ba là mang cái vật được coi là bùa hộ mệnh vào nhà. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về cái chùm chìa khóa. Một chùm chìa khóa đã được sử dụng để mang lại cái may mắn từ thời xưa. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp mở ra cánh cửa của sự giàu có, sức khỏe và tình yêu. Thứ hai là cỏ ba lá. Vì hiếm hoi mọc giữa rừng cỏ nên là cái cỏ ba lá cũng là một trong loại cỏ quý. Nên nếu mà ai mà tìm được cho mình một cái cành cỏ bốn lá thì sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá trên cái cành được coi là đại diện cho một cái khía cạnh của cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Thứ tư là dây chuyền. Một chiếc dây chuyền phong thủy có thể giúp cho các bạn thu hút được nhiều cái sự may mắn, bình an cho tất cả các ngày còn lại trong tháng. Quý vị có thể tham khảo thêm cái Minh Quang Pháp Bảo hoặc là cái Vạn Phúc Chí Nhân để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Thứ tư là mặc quần áo màu đỏ. Quý vị thân mến, màu đỏ luôn là cái màu của những cái điều may mắn, sung túc và cái sự hoan hỷ. Do đó, cái việc mặc quần áo màu đỏ vào cái ngày đầu tiên của tháng cũng tượng trưng cho cái sự hy vọng vào một cái khởi đầu mới đầy may mắn, sung túc, dồi dào, tài lộc. Vậy các bạn hãy chuẩn bị cho mình một bộ quần áo màu đỏ thật đẹp để mặc vào những ngày đầu tháng đấy, để mang lại cái may mắn cho mình nhé. Năm, luôn giữ tinh thần vui vẻ, chan hòa với mọi người. Quý vị thân mến, người ta tin rằng nếu như cái ngày mùng 1 đầu tháng các bạn giữ cho tinh thần mình luôn được vui vẻ, sảng khoái, chan hòa với mọi người thì cái vị thần may mắn cũng sẽ tự nhiên mỉm cười với các bạn, ban phước lành cho các bạn và các thành viên trong gia đình. Thứ sáu là thanh lọc các luân xa bằng hoa tươi. Thưa quý vị, trong một số nền văn hóa châu Á thì bảy luân xa xếp thành cái cột thẳng hàng từ gì gốc đến cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại cái năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến cái phản ứng của cơ thể, tình cảm hay là tâm lý của mỗi con người. Hoa tươi có thể sử dụng để làm sạch bảy cái luân xa của các bạn. Quý vị hãy loại bỏ cái năng lượng tiêu cực và mời gọi cái tài vận, cái may mắn đến với gia chủ. Các bạn cần lấy một ít hoa tươi, bảy loại hoa khác nhau và có nhiều màu sắc khác nhau càng tốt, trừ hoa màu trắng, ngắt bỏ hết cái phần thân và lá, chỉ cần để lại cái hoa, cho cái hoa vào trong một chậu nước ấm và dùng làm cái nước tắm. Nước thơm sẽ tiếp thêm cái luồng sinh khí mới cho cái tinh thần của các bạn. Sau khi tắm xong thì cũng cẩn thận thu tất cả những cái bông hoa, đặt chúng vào một cái túi giấy và bỏ đi. Quý vị hãy tưởng tượng những cái điều không may mắn đã được vùi lấp, được vứt đi với những cái bông hoa. Từ đó nó cũng mang theo những cái xui rủi mang đi và giúp quý vị có được cái vận may trong cả tháng. Thứ bảy, mang theo cái vật phẩm phong thủy hợp mệnh. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người mệnh mộc. Thì những người mệnh mộc thì nên mang theo muối. Người mệnh mộc thì bỏ muối trắng, tức là kim ấy, vào trong ví. Như thế thì sẽ giúp dưỡng bản mệnh rất tốt. Từ đó tiền tài sẽ tự nhiên chui vào ví. Các bạn có thể lấy tờ giấy bạc gói một ít muối hoặc là cho vào bất cứ cái ngăn nào của ví. Như vậy các bạn sẽ mang trong mình một cái lá bùa cầu tài cực kỳ linh nghiệm. Đối với những người mệnh kim thì nên mang theo một chút đất. Để dễ hình dung, các bạn có thể hiểu mệnh kim là kim loại. Theo thuyết âm dương ngũ hành tương sinh ấy, thì thổ sẽ sinh yêu kim. Đây chính là cái lý do vì sao mà những người mệnh kim ấy nên để đất vào trong túi. Bởi đất nó tượng trưng cho cái mệnh thổ.
cho đất vào túi sẽ giúp phát huy cái vượng khí cho những người mệnh kim, thúc đẩy cái sự phát triển vượng tài vượng lộc. Những người mệnh thủy thì nên mang theo bạc hoặc là những cái trang sức bằng kim loại. Những vật phẩm bằng bạc tượng trưng cho cái mệnh kim, vì là kim sinh thủy nên là để bạc trong người sẽ giúp để cho quý vị và các bạn được cục diện tương sinh. Người mệnh hỏa thì nên mang theo gỗ. Quý vị thân mến, mệnh hỏa là lửa, vì mộc sinh hỏa, thế nên muốn làm cho cái mệnh hỏa được vững chãi, may mắn thì cần phải có cái vật phẩm phong thủy là mộc. Đấy. Quý vị có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân, hoặc là sử dụng những cái vật phẩm phong thủy bằng gỗ để mang lại cái may mắn cho mình. Gỗ là mệnh mộc, thế nên đây là cái lựa chọn hoàn hảo cho những người mệnh hỏa. Nếu mà lấy gỗ từ cây đang sống thì là tốt nhất. Tiếp theo là mệnh thổ thì nó mang theo bật lửa hoặc là bao diêm. Sở dĩ những người mệnh thổ nên mang theo bật lửa hoặc bao diêm trong túi, bởi theo ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ. Nôm na như mọi vật khi mà bị lửa thiêu rụi thì sẽ thấm vào đất, bồi dưỡng và làm cho đất được tươi tốt hơn. Không chỉ tăng cái may mắn về tiền bạc, vật phẩm này nó còn giúp ra gia tăng cái may mắn về con đường tình duyên cho những người mệnh thổ. Quý vị thân mến, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng những cái chia sẻ của Tử Thông cũng sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn có thể tránh xa được những cái điều đại kỵ và biết được những cái điều mà may mắn để quý vị áp dụng vào cuộc sống, mang lại những cái trải nghiệm thú vị tuyệt vời, may mắn hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.